Hai các anh chị, chào mừng các anh chị đến với lại kênh siêu cổ quát của em. Phiên của tuần này là phiên 84 nha các anh chị. Em làm được tới phiên 84, em không không ngờ được em làm tới phiên 84 luôn các anh chị. Nói chung là gần cuối năm Tết rồi. Thì nhiều nhiều kênh, nhiều nơi cũng gọi là hành lý bán rẻ, xả hàng cho tất cả các anh chị. Thấy cái nào phù hợp thì mua về sử dụng nha. Thì kênh em cũng không ngoại lệ. Thì ngày hôm nay nó cũng có vài chiếc đồng hồ của clip trước có cập nhật thêm những cái chiếc đồng hồ mới của clip mới ngày hôm nay. Thì cũng có anh hỏi tại sao không ghi giá trước. Em ghi số nè, em ghi số trước. Thì em không ghi giá trước tại em bán, nhiều khi em bán em muốn giảm nhiêu em giảm theo cảm tính nha các anh chị. Em thích giảm nhiêu em muốn giảm nhiêu em giảm nha. Thì bán như vậy nó hấp dẫn. Còn các anh chị mà thấy mà coi mà để tốn thời gian thì các anh chị có thể tua theo cái số nè. Các anh chị hết, ví dụ anh chị hết số 12 thì các anh chị có thể tua clip cho tới số 12 có giá bao nhiêu thì các anh chị thấy được thì các anh chị mua ủng hộ giúp em. Cách thức mà để mua hàng của bên em thì cũng như cũ. Các anh chị cọc hoặc là chuyển khoản giúp em gửi hàng đi nha. Các anh chị nào ở trong Sài Gòn thì em sẽ gần gần em sẽ cho người giao trực tiếp. Rồi. Giúp em một cái đăng ký kênh tại vị trí này, bấm nút chuông để khi em phát sóng clip thì các anh chị có thể thấy được cái kênh của bên em. Clip cái kênh của bên em thì nó cũng gần được 8.000 sub, cũng cảm ơn gần 8.000 người đã theo dõi kênh của em. Rồi, xin phép đi chiếc đồng hồ đầu tiên. Chiếc đồng hồ đầu tiên là một chiếc Westham Automatic nha các anh chị, mã số 01. Con code gì nè. Chiếc này là chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ mới luôn nha. Không phải là chiếc đồng hồ mới mà cũng không phải là chiếc đồng hồ là gọi là xưa lắm. Nhưng mà cái chiếc đồng hồ này nó cực kỳ mới luôn. Đây, nó còn nguyên tem, zin nguyên chiếc luôn nha. Nút, rồi khóa, dây đầy đủ hết. Nói chung là cái chiếc này là giống như hàng trưng bày vậy đó. Độ sáng nè, độ sáng cũng còn cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này là chưa qua xì ba đánh bóng gì hết. Nói chung là chắc là người cái này là trưng bày hoặc là được tặng, chắc đeo chừng một hai lần thôi thì em sưu tầm được. Đây, còn rất là mới luôn nha. Máy thì khỏi bàn luôn, xíu em sẽ mở máy cho các anh chị xem. Em đo size trước. Size của chiếc này là size ngang là 32. Size ở bên trong. Size bên trong là 32. Đo luôn cái càng. Đo luôn cái càng là 39 nha các anh chị. 32 x 32 x 39. Đó. Là size là của nam nha. Size của nam. Size của nam nha. Tất cả nguyên zin. Độ mới là cỡ khoảng 97-98%. Chưa qua xì ba. Còn dán cái keo đỏ luôn. Rồi, máy của chiếc này em đã mở sẵn nè. Nói chung là độ mới 97-98% thì máy thì khỏi phải bàn là biết chắc chắn là sẽ đẹp. Đây, một bộ máy thì phải nói là hết nước chấm. Đó, bộ máy automatic của dòng Westham. Bộ máy là phải nói là hết nước chấm luôn nha. Automatic. Cắt dấu đồ đầy đủ hết, mọi chi tiết. Mấy chiếc này mình phải kỹ. Rồi, quan trọng nhất là giá. Những cái chiếc bình thường, giá bình thường, những cái chiếc mà hàng sưu tầm mà mới như vậy thì giá nó cũng không rẻ, nhưng mà bên em lại rẻ. 2.8 triệu. Rất là bèo luôn nha, 2.8 triệu cho một cái chiếc Westham Automatic. Chiếc này thì nói chung là em bán rất là mềm để cho tất cả các anh chị mua được, sử dụng được, dùng được, độ mới rất là cao. Rồi, cho em mã số 01 giá 2.8 triệu. Thì có phải nói là hô một cái chiếc đồng hồ mà gọi là phải nói là mà hô những cái chiếc đồng hồ mà hàng mà của Nhật mà mua ở trong hãng ra nha. Bên này của Thụy Sĩ. Tiếp theo là một cái chiếc mã số 02, một cái chiếc Hamilton. Chiếc này em cũng đã lên clip trước. Thì
Chiếc này là một cái chiếc Hamilton Automatic, nút zin nha, nút zin có chữ H, vỏ được bọc vàng 10k gold fill toàn thân, đáy đúc nha, đáy đúc nha, vỏ còn rất là đẹp, đáy đúc nha các anh chị. Đây, nhưng mà do mặt thì mặt số này em quay rất là kỹ, có lên dầu nhưng mà thật sự luôn á, còn chảy tia luôn nè, có lên dầu nhưng mà gọi là không đáng kể, có lên dầu nhưng mà không đáng kể, giờ chạy rất là chuẩn luôn, em cũng đeo nhiều lần rồi. Size của chiếc này thì không lớn cũng không nhỏ, size hơn 33 xíu nè, đó size hơn 33 xíu, cỡ 33.3 cỡ đó. Bộ máy thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Đây, để em mở máy lại. Clip trước thì em có lên bộ máy, thì bây giờ để em mở lại cho những anh chị nào mà chưa xem thì mình sẵn tiện mình xem luôn, xem để mình chiêm ngưỡng luôn cũng được. Đây, bộ máy Hamilton 17G, đáy đúc nha các anh chị, mở là mở ti đuôi cá. Chiếc này clip trước em bán 2.8 triệu, bây giờ bán nhiêu, 2.6 triệu đi, 2.6 triệu nha các anh chị. Còn mà em hôm nay em bán không được nữa, em cho đi vẽ mặt lại luôn để dành đeo luôn. Còn mà mặt như vậy thì đeo vẫn bình thường nha, đeo vẫn bình thường, giá 2.6 triệu mà cho một cái chiếc automatic mà bọc vàng nguyên nguyên chiếc, đáy đúc như vậy thì còn đẹp vậy thì cũng gọi là đáng để chơi. Mã số 02 giá 2.6 triệu, anh chị có nhu cầu thì liên hệ cho em. Em quay rất là rõ luôn, em chơi nhà em chơi full đèn luôn, mà quay buổi tối chơi full đèn luôn. Tiếp theo là một cái chiếc 03, một cái chiếc gọi là form tăng của đời xưa, thấy 2.5 kim là thấy hiểu rồi, mặt màu mỡ gà, cơ chế là máy có tay của hiệp sĩ nha, 2.5 kim đang hoạt động rất là bình thường. Vỏ được bọc vàng, ở trên đây có chốc nhẹ một ít đó, em quay rất là kỹ, vỏ được bọc vàng, phía sau đẹp, form này form lớn nha các anh chị, form lớn. Đây, em quay rất là rõ, rất là kỹ, chậm chậm để cho các chú bác mà lớn tuổi thì mình có thể mình xem cho nó kỹ nha. Form này form lớn, size của chiếc này là size ngang là 32, size đứng là 30.5, đo luôn cái càng, đo luôn cái càng là 30, gần 40, đo luôn càng gần 40, lên tay nè, rất là ôm, rất là ôm nha. Đó, form rất là lớn cho các anh chị nào mà gọi là thích cái form tăng mà form lớn. Em mở máy, máy có tay, mở máy cho các anh chị xem. Đây các anh chị, bộ máy có tay, có khắc cái chữ Romet gì đó. Đây, dòng nội địa của thị sĩ 15 chân kính. Rồi, chiếc này thì rẻ thôi các anh chị, chiếc này bên em đang bán có 1.2 triệu thôi, rất là mềm, 1.2 triệu, rất là mềm luôn á, mua không nổi nữa thôi luôn đó, rất là mềm, có 1.2 triệu cho em mã số 03. Tiếp theo là mã số 04, một cái chiếc cập nhật mới ở bên cái kênh của bên em, một cái chiếc Benrus 3 sao, các anh chị thấy sao là thấy ngon rồi, một chiếc Benrus 3 sao, cái này dơ nha. Một cái chiếc Benrus 3 sao, cọc số là kiểu răng cá mập nè, vỏ là toàn thân là vỏ thép không rỉ, đáy là đáy đúc, cơ chế là máy automatic, cơ chế là máy automatic của Benrus, nút zin có chữ B, nút zin có chữ B nha. Những cái này là đáy đúc thì máy nó cực kỳ mới luôn nha, xíu nữa em sẽ cho coi máy. Size của chiếc này cũng tương đối là ổn nè, size 34, cái này là cỡ 34.3, cỡ 34.3 nha, size ổn, dây khóa linh kiện, mặt còn đẹp, kính thì có rạn dưới đây nhưng mà cũng không đáng kể, thì các anh chị nào mà về hết thì để nguyên vậy, còn không thích thì thay lại nha, quan trọng là máy chạy chuẩn đẹp là được, giá mềm nữa, giá mềm. Em mở cái máy của chiếc này cho các anh chị xem, em cũng phải nhờ thợ mở ra chứ em cũng không mở được, mở ti đuôi cá nha, nè thợ chụp được cho em vậy thôi, máy vàng đẹp chạy chuẩn là ngon, lụm ti
lẫm lúa, quan trọng là giá nè. À, có tay thì bán tầm khoảng cỡ 1,5 triệu trở lại, thì chiếc này automatic mà đẹp 1,7 triệu đi, 1,7 triệu bán rẻ cho nó mau, 1,7 triệu nha các anh chị. Em quay lại chậm chậm nữa nè, đáy nút thì nó rất là đẹp rồi, máy rất là đẹp, nút zin luôn, 1,7 triệu, size 34.3 cho em mã số 04. À, tiếp theo là một cái chiếc cũng cập nhật mới nhất bên em, một cái chiếc Ruen Ben Ben Season 17 chân kính, mặt nó giống như là tráng men nha các anh chị, back up hai ba kim hai ô cửa lịch, hoạt động bình thường. Nhưng mà chiếc này á, máy của nó là máy em nhớ là máy có tay. Cái chiếc này á, nó cái vỏ của nó là vỏ si nha các anh chị, vỏ mà si, nhưng mà độ mới độ đẹp thì vẫn còn, độ mới độ đẹp thì vẫn còn, đây vẫn là còn chứ không phải đến nỗi là tệ lắm nha. Thì các anh chị nào mà về chơi một thời gian mà nó, ví dụ như mà thời gian mà mình xài nó hao quá mà nó bay, thì các anh chị về có thể độ lại vỏ khác. Em mua về em thấy nó còn đẹp thì em bán. Size 34, size 34 nha các anh chị, size 34. Thì mấy cái chiếc này thì em bán cũng mềm thôi, size 34, chiếc này còn rất là đẹp, máy cũng rất đẹp nha. Đây nó có một cái lớp bảo vệ chống từ luôn. Đây, bộ máy Ruen 17 chân kính, mấy cái chân kính to đùng. Rồi 1,2 triệu nha các anh chị, thì các em bán cực kỳ rẻ luôn, 1,2 triệu cho một cái chiếc Ruen, máy rất là đẹp, mặt rất là đẹp, nói chung là tất cả đẹp, vỏ si nhưng mà nó vẫn còn đẹp, vỏ si nhưng mà vẫn đẹp nha. Cái này dơ, vỏ si nhưng mà vẫn đẹp, size 34 chấm mấy gì đó. Cho em mã số 05, giá 1,2 triệu đó, 1,2 triệu cho em mã số 05. Tiếp theo là mã số 06 các anh chị, một cái chiếc Cetina đến từ Thụy Sĩ, Bistro 235 17 chân kính, cọc số hình như có đá đen hay là sơn đen gì nè, này chắc sơn đen chứ không phải cài đá đen đó, có là sơn đen. Form của chiếc này khá đẹp, nút zin có logo, cơ chế là máy có tay nha, nút zin có logo. Form của chiếc này đẹp rất y chang như cái chiếc Omega, form nó giống y chang chiếc Omega nha, size 3 gần 35, size gần 35, nút zin, dây khóa linh kiện. Máy của chiếc này đây, mỗi chiếc Cetina mã số 25 66 17 chân kính, bộ máy rất đẹp, chạy rất là chuẩn, size thì đồ xưa mà size gần 35 là lớn rồi, form dáng giống như là Omega, 1,7 triệu các anh chị, 1,7 triệu. Có một chiếc Cetina y chang form Omega đây, đúng tức là xưa, Bistro 235 17 chân kính, cho em mã số 06 giá 1,7 triệu, dây khóa linh kiện. Thường là bên em là dây khóa linh kiện nha, còn dây khóa zin thì em sẽ nói kỹ, còn mà em không nói dây khóa thì các anh chị tự hiểu giúp em là dây khóa linh kiện. Chiếc này là chiếc Phantom Automatic, thì clip trước em cũng đã lên rồi, vỏ được bọc vàng mỏng nha, bọc vàng mỏng, nhưng mà nó cũng có gọi là chốc nhẹ ở cái viền, clip trước em cũng nói đó, nhưng mà các anh chị nhìn từ xa thì cũng không thể thấy được, nhìn kỹ vô, nhìn kỹ vô thì nó màu nó cũng rất là tiệp với lại cái màu nước vàng thì cũng không thấy được. Chiếc này máy được cái máy automatic 21C 3 kim 1 ô cửa lịch, mặt đẹp. Đây, mặt đẹp. Đáy rồi cũng đẹp, vỏ được bọc vàng. Form của chiếc này, size của chiếc này là size 34. Xe ngang là size 34 nha, nhưng mà đo cái chiều này thì nó sẽ dài hơn.
Chiếc này lúc trước là em bán hình như là 1,7 triệu, 1,7 triệu, bây giờ em bán 1,5 triệu, 1,5 triệu cho một cái chiếc đến từ Thụy Sĩ, máy automatic, mở máy luôn. Clip trước em có mở máy nhưng mà clip này em vẫn mở tiếp. Có thể clip trước thì các anh không có xem, thì clip này các anh có thể xem. Bộ máy thường mà có hai cái dòng này là giống như bộ máy hồi nãy em mở chiếc nào đó, em mở chiếc nào mà nó máy nó có máy chiếc Benrut nó có hai cái dòng, hoặc là cái máy thường máy test note đó nha các anh chị, dòng test note thường thì nó sẽ có hai cái dòng đó. Đây nè, hai cái bánh răng, hai cái bánh răng mà màu vàng phía trên nè. Đây rồi, hạ giá 1,5 triệu, hạ giá 1,5 triệu nha các anh chị, cho em mã số 07 giá 1,5 triệu, 1,5 triệu có ngày một chiếc Thụy Sĩ automatic được xưa. Tiếp theo là một chiếc Bolova, chiếc này là 2,5 kim, bọc vàng toàn thân nha các anh chị, 2,5 kim bọc vàng toàn thân, đây rất là mỏng luôn, bọc vàng toàn thân, 10k gold fill, nút zin rất là mỏng. Dây này dây của em gắn vô, các anh chị không thích dây này có thể gắn lại dây da, em có thể em gắn lại dây da nha. Chiếc này 2,5 kim, rất là đẹp, máy là máy có tay, máy cũng rất là mới nha, máy màu vàng. Để em mở cái máy. Ơi. Máy này em hình như em chưa biết chụp hay sao. À đây 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 đây. Đây các anh chị, máy Bolova 17 dân kính của cái chiếc đồng hồ này nha. Máy còn rất là mới, thường là mấy cái đáy đúc này là máy rất là mới nha. Các anh chị không thích cái dây này em trừ ra 100.000, em trừ ra 100.000 nha. Rồi trước em bán 1,8 triệu, bây giờ là em bán 1,6 triệu, 1,6 triệu mà cho một chiếc Thụy Sĩ mà bọc nguyên con, giá cũng thị trường nó cũng rất là mềm lắm rồi. Bulova do là cái size này nó không lớn lắm, size 32.5 thì nó rất là thích hợp cho những cái anh nào mà tay nhỏ nha, hoặc là chị gái. Nếu mà không lấy dây này thì trừ ra 100.000 thì còn 1,5 triệu nha, còn 1,5 triệu. Rồi cho em mã số 08 giá 1,6 triệu. Tiếp theo chiếc Longines đời mới nha các anh chị, chiếc Longines đời mới 2,5 kim nha, chưa qua xì ba nè, đó còn để nguyên zin luôn nè. Cái này là em thu lại của khách nha, em thu lại của khách. Mấy cái chiếc Longines đời mới này, chính hãng này mà các anh chị bấm lên mạng đi, nếu mà chiếc này mà bấm lên mạng là như bữa em coi là tầm hai mấy triệu á, tầm hai mấy triệu á, đó là hãng nha, hãng bán. Đây khắc đầy đủ hết, chiếc này là nguyên zin, chính hãng của Thụy Sĩ luôn nha các anh chị. Đây chính hãng của Thụy Sĩ, khắc đầy đủ hết logo, các sớ còn nguyên zin này nha, có xước lông mèo. Thì nếu mà các anh chị nào mà thích mà gọi là để mà gọi là mới 100% lại thì em sẽ cho hỗ trợ đánh bóng, còn để y vậy thì cũng được nha, để y vậy thì cũng được, size cũng tương đối là khá lớn dành cho nam. Size ngang là 26.5, cái này không có đo ở đây được, đo ở đây 38.5, đo luôn càng, đo luôn càng là 40, đo luôn càng là 40 nha. Form là form hình chữ nhật, form tăng, cơ chế là máy pin chính hãng của Thụy Sĩ 2,5 kim. Đây các anh chị lên mà, các anh chị chụp màn hình lại xong các anh chị lên dò hoặc là bấm cái số nè, em đọc nè, các anh chị lên bấm chữ Longines mã L5.655.4 rồi là ra liền. Chiếc này em đang bán là 3,2 triệu, 3,2 triệu nha các anh chị. Các anh chị nào mà thường chơi dòng Longines thì sẽ hiểu, giá mình coi shop là nó tầm khoảng cỡ mười mấy 20 triệu á,
anh chị cứ lên xem thử. Bây giờ em bán là 3,2 triệu. Tại sao bán rẻ? Giá shop thì nó rất là nhiều chi phí các anh chị, và giá shop là giá mới nguyên hộp sổ các kiểu, và chi phí thuế má nhân viên mặt bằng rồi lãi tùm lum tùm la hết. Thì bây giờ mình mua lại bây giờ bán ra 3,2 triệu. Các anh chị có nhu cầu thì liên hệ cho em. Còn mà các anh chị mà muốn lông xin mà gọi là rẻ hơn nữa, đây lông xin đời xưa, một cái chiếc lông xin pin cực kỳ đẹp luôn, đời xưa nhưng mà còn rất là đẹp, vỏ được bọc vàng, máy là cũng là máy chính hãng của Hiệp Sĩ, máy pin, cơ chế là máy pin. Cái chiếc này em thấy nó độc hơn cái chiếc khác, là ở vòng ngoài là vòng trơn, ở trong là vòng đồng tiền đó. Form của chiếc này cũng lớn nha, form của chiếc này cũng lớn là form 34. Thường á, những cái dòng lông xin nó tầm khoảng cỡ 33, nhưng mà chiếc này 34. Chiếc này được cái là có một lịch nữa. Bình thường là em bán chiếc mà không có lịch á, lông xin mà không có lịch là nó tầm khoảng cỡ 1,8 triệu. Chiếc này em bán 2 triệu. Có một cái chiếc lông xin hương hiệu bọc vàng, dây khóa linh kiện. Rồi, cho em mã số 10, giá 2 triệu. Tiếp theo là mã 11. Mã 11 nha các anh chị. Một cái chiếc Ezin. Chiếc này được bọc vàng, còn rất là mới. Cái nền của nó là theo cái kiểu phơi xước. Cơ chế là máy có tay, 3 kim 1 ô cửa lịch. Chiếc này mặt còn rất đẹp, vỏ đồ cũng rất là đẹp. Size của chiếc này là size gần 34 nè. Size gần 34. Để em coi cái máy của chiếc này đâu. Đây, máy của chiếc này thì cũng không kém. Máy vàng, engine 315-17 chân kính, máy vàng nha, vàng hồng. Đó, máy bên trong đó, đáy là đáy đúc, mình phải mở kính ra mới lấy ra được. Size là size gần 34. Size gần 34 nha. Mã số 11, chiếc này thì lúc trước em có lên clip, hình như em bán 1,8 triệu. Bây giờ hạ giá 1,6 triệu. 1,6 triệu nha các anh chị. Rất là đẹp luôn á. Cọc số cài đá đen. Cọc số cài đá đen. Lên tay nè. Đó, size gần 34 nha. Rất là cổ điển, chạy chuẩn. Cho em mã số 11, giá 1,6 triệu. Tiếp theo là một cái chiếc Seiko Automatic 17G, form cổ điển, cọc số la mã, nút cũng là cổ điển luôn nha. Nút là cổ điển. Chiếc này là toàn thân là thép không rỉ. Đây, cái kiểu này là cái kiểu làm gọi là sướt sướt nha, chứ không phải là bị chạy nha các anh chị. Không thể nào mà nó chạy đều gì hết. Đó. Chiếc này nó viên cái vỏ của nó là cái vỏ này nè. Cái vỏ là nó đúc luôn. Cái vỏ đúc luôn. Cái máy của nó nhỏ lắm. Cái máy của chiếc này nó nhỏ. Máy auto nhỏ. Đây. Máy auto nhỏ. Form là form tăng. Rất là cổ điển. Cái dây này là cái dây không zin nha các anh chị. Cái dây này là dây của em. Nhưng mà em thấy tự nhiên em thấy nó gắn vô. Nó thấy nó đẹp quá. So với em nó đẹp thôi. Còn theo các anh chị thì có thể các anh chị gắn thêm dây da gì đó thì tùy. Còn em á, là em sẽ kèm theo cái dây này cho các anh chị. Anh chị muốn thay dây da thì thay. Còn các anh chị mà không thích dây này á, thì em thay dây da cho các anh chị nha. Các anh chị khách hàng hưởng đế có quyền. Size 30 không? Size ngang là size 30 là thấy ngon à. Size đứng là size 31. Đo luôn càng 38. 30 nhân 31 nhân cho 38. Ướm lên tay thử. Đó. Nếu mà các anh chị cái dây này của em nó rất là đẹp, anh chị không thích dây này thì em có thể đổi qua dây da. Máy là máy automatic. Mấy chiếc này thì lên mạng các anh chị xem em bán rất là mắc. Nhưng mà riêng em thì không mắc lắm. Ba con số 9 cho nó đẹp. Máy auto nha, Seiko chính hãng auto nha. Form lớn của nam nha. 3 con số 9. Cho em mã số 12, 3 con số 9. Đó, bán vậy đó.
Rồi. Một cái chiếc gọi là kiểu quân đội. Cái này cái Hunting này em dịch ra là săn bắn nha. Săn bắn. Cái này thế giới săn bắn. Cái con này thì em cũng nhìn em cũng biết con trâu, con bò, con gì, con chuột, con gì em cũng không rành. Đây nè. Nhưng mà em dịch ra thì nó là săn bắn. Cái này chiếc kiểu quân đội mặc màu xanh 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 kiểu xanh quân đội á các anh chị. Xanh kiểu xanh quân đội. Có dạ quang nha, chiếc này là có dạ quang. Ba kim một ô cứa lịch đến từ thị sĩ, chiếc này là nguyên zin. Đây, cái khóa của nó thôi là cũng lụm lúa nè. Khóa thôi là cũng là lụm lúa nha. Kiểu của nó là không phải là cái vỏ nó là không phải là titanium nha các anh chị. Nó là chỉ là gọi là nhám thôi. Kiểu nó là nhám. Nè, cơ chế là máy quạt ETA là máy của thị sĩ á. Cơ chế là máy của thị sĩ nha, máy V8 á. Đây. Switch mét đàng hoàng đến từ thụy sĩ đàng hoàng, chống nước là 200 m. Các anh chị nào mà chuyên săn bắn thì các anh chị nên nên mua chiếc này đi câu cá nè, rồi đi bắt cào cào nè, đó chuyên săn bắn. Size của chiếc này là size 40, size 40 nha các anh chị, size 40. Cơ chế là máy pin của thụy sĩ, mã số 13. Giá bao nhiêu được đây? 1,6 triệu đi. 1,6 triệu nha các anh chị. Mấy cái chiếc này các anh chị lên trên mạng bấm đi thì cái tìm nó rất là khó để mình mua được chứ không có gì hết á. Mình đeo ra ra đường thì nó cũng lạ hơn những chiếc khác. Size 40 nha. Cho em mã số 13. Giá 1,6 triệu. Tiếp theo là hạ giá. Một cái chiếc Seiko thể thao, phiên bản gọi là phiên bản kỷ niệm của câu lạc bộ Barcelona. Câu lạc bộ Barcelona là chỗ của Messi đã từng đá. Đó, chỗ của Messi đã từng đá nha. Chiếc này bản bản nó là bản Chotorap. Bản Chotorap nha. Bản Chotorap. Thể thao chống nước các kiểu nha. Đây. Thường cái câu lạc bộ sẽ đặt những cái Seiko Citizen gì đó làm những cái phiên bản để tặng cho đối tác hoặc là fan hoặc là gì đó. Đây chính hãng của Seiko nha. Logo này là logo của chính hãng chứ không phải là tự mua về dán vô nha các anh chị. Khó lắm, làm cái điều đó rất là khó, mua về dán vô không biết sao dán luôn. Size là size 42, size 42 nha các anh chị. Chiếc này thì được cái là khóa zin rất là đẹp, khóa zin nha, khóa zin của Seiko rất là đẹp luôn, form lớn chống nước kiểu cho grab cái kiểu có alarm mà chỉnh báo thức nữa. Giá của chiếc này là trước đó em đang bán là 1,8 triệu, bây giờ hạ giá luôn 1,5 triệu đi, 1,5 triệu, 1,5 triệu để cho các anh em chơi hạ mạnh vậy luôn. Khóa nè. Ai mà không muốn lấy khóa này nữa em trừ tiền nữa cho. Nếu mà ai không muốn lấy khóa đó thì em trừ tiền nữa cho. Thì có gì liên hệ riêng. Size 10 mã số 14 giá 1,5 triệu. Tiếp theo là cũng là hạ giá để cho các anh em dịp Tết có thể tặng cho phụ huynh, người thân. Dòng mà gọi là dòng quốc dân Seiko của châu Á, dòng quốc dân Seiko nha, chính hãng. 100 mét nước, ba kim một ô cửa lịch mặt bao công, tất cả nguyên zin. Dây khá đẹp. Rất là mỏng nha, cơ chế là máy pin, dây khóa zin hết. Dây khóa zin hết nha. Rất là mỏng luôn. Cơ chế là máy pin. Trước đó em bán là 1,2 triệu. Trước đó em bán 1,2 triệu của chiếc cho chiếc này nha. Size là size 41, rất là to. Nó độ mới còn rất là cao để cho rất là thích hợp để cho các anh chị làm quà tặng cho người thân, cho phụ huynh. Chiếc này các anh chị mua xong rồi các anh chị về bỏ thêm một cái hộp vô thì tặng là đẹp rồi. Trước đó em bán là 1,2 triệu, bây giờ em bán là 3 số 9 luôn cho nó đẹp. Đó, em bán 3 số 9 luôn. Thì các anh chị có nhu cầu thì các anh chị liên hệ cho em nha. 3 số 9.
rồi các anh chị mua về để làm quà tặng hoặc là sử dụng. Có chống nước nha các anh chị, 100 m nước nè, có chống nước. Rồi, clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị 15 sản phẩm cập nhật mới nhất bên em cũng có, giảm giá cũng có. Tết rồi, gần Tết rồi thì các chị nhớ giữ gìn sức khỏe, cẩn thận để mình có một cái Tết gọi là vui vẻ, hạnh phúc nhất nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến cuối clip của em. Có nhu cầu gì các anh chị liên hệ số điện thoại em có để bên dưới. Cảm ơn các anh chị.